Bây giờ tình hình nó nguy kịch hơn nữa quý vị. Quý vị biết trong những ngày qua, đại đa số những người chết vì COVID-19 là những người không chích vaccine. Tình hình bây giờ quá nguy ngập. Và bây giờ người ta sợ sẽ có đợt sóng thứ hai. Làn sóng thứ hai. Thì quý vị biết nguyên ủy đâu ra rồi. Nguyên ủy là một phần do ông Donald J. Trump, tổng thống gian lận thứ 45 của Hoa Kỳ. Ông đã từng nói là COVID không có. Rồi sau đó thì ông bị bệnh và ông đi chích lén. Nó đại khái chuyện như vậy. Và rồi bây giờ người ta cũng không tin vào chính phủ hiện nay luôn. Người ta mê ông Trump, độ ta ghét Biden. Mà ghét Biden rồi Biden có nói gì tôi cũng không tin hết. Mặc dù tôi sẽ chết. Nhưng mà cái chuyện này nó gây khó khăn cho các vị thống đốc của các cái tiểu bang này. Mà đa số họ là Cộng Hòa. Tại sao? Tại vì trước đây khi ông Trump còn tại chức, họ không dám lên tiếng ngược lại ông Trump. Mặc dù biết rằng ông Trump đang nói dối, những cái nói dối chết người mà tới 400.000 người, sau này lên tới 600.000 người, tắt thở. Họ biết điều đó nhưng họ không dám nói. Vì sự nghiệp chính trị của họ, đúc vô một cái là chết, đúc ổ cái lửa. Họ nghĩ sau khi ông Trump ra khỏi tòa gốc êm, thì họ sẽ làm cái gì đó cho người dân của tiểu bang họ. Bởi vì thống đốc mà. Nhưng ông Trump vẫn còn ngồi đó. Con voi vẫn còn trong phòng. Ghê quá. Bây giờ cũng không dám nói luôn ông Trump luôn. Mà chỉ đi năn nỉ bà con. Năn vẫn nỉ tôi nói với vị nghe. Ông Asa Hutchinson. Một người của đảng Cộng Hòa. Thống đốc tiểu bang Arkansas. Một trong những tiểu bang chích ít nhất. Và một trong những tiểu bang bây giờ đang bị nặng nhất. Cuối tuần vừa rồi ông có một town hall meeting nói chuyện với những người dân ở đây. Họ nói thẳng luôn. Chúng tôi không chích. Có một ông 67 tuổi. Tôi từng bị COVID rồi này nhưng tôi không tin vào cái thuốc chích của chính phủ. Tôi không tin vào thông tin của chính quyền Joe Biden. Tôi không tin cái gì hết. Ông Hutchinson là ông nói là thiếu điều, là muốn ăn nỉ luôn. Em xin bà có thật cho nghe âm thanh tí xíu. Challenge here. And Governor Hutchinson is trying to figure out how to overcome that challenge. What can our county do to reach out to these people in these rural areas? Answering questions in a crowded room in Batesville about the COVID-19 vaccine. If we do not increase the vaccination rate, what kind of school year are we going to have? The governor is especially trying to reach people in rural communities where vaccination rates are typically lower. He worries it's only a matter of time before the Delta variant spreads in these areas. It is more contagious, it is more easily transmissible, and it can lead to hospitalization more quickly. The governor says the variant is spreading at warp speed. Ông thống đốc mà ông nói muốn thiếu điều năn nỉ nhưng mà dân họ không thèm nghe. Mà tại sao ông Hutchinson phải lên tiếng chuyện này? Bởi vì ông vừa được bầu là chủ tịch hiệp hội các thống đốc Hoa Kỳ ở tại nước Mỹ. Nhiệm vụ của ông là làm sao bảo vệ sức khỏe cho người dân ở mức độ thống đốc. Ông có thấy kẹt ghê không? Cái lúc mà ông Trump ngồi ở trong tòa ốc nói sai vậy không dám nói. Để bây giờ người dân mình bị chết. Bệnh tăng lên. Mà mình là thống đốc, mình phải chịu trách nhiệm. Thì bây giờ mình gọi người ta không nghe nữa. Năn nỉ nó không nghe luôn. Kẹt ghê lắm. Bởi vì ông nào mà lên mà nói là ô có COVID nhá, chích nhá, là chết với ông Trump ngay. Bởi lúc đó ông bảo là COVID cho bên đảng Dân Chủ là bịa ra mà. Mà mấy ông này lúc đó không dám đóng cửa tiểu bang luôn. Đóng cửa tiểu bang chết với ông Trump. Thấy không? Hồi trước bên tiểu bang đóng cửa, ông kêu giải phóng đi. Vật xin nhà này, Michigan này, Minnesota này, ra đường giải phóng đi. Giải phóng đi. Mấy ông này đâu có dám. Bây giờ lãnh đủ, lãnh quả, nó kẹt cho ông. Mấy ông này là chỗ đó. Đó. Thì đó là cái khó khăn hiện nay của các cái tiểu bang. Mà ngay thống đốc của họ là thống đốc Cộng Hòa. Những ông này, mặc dù ông là Cộng Hòa, ông không ưa ông Biden, nhưng ông hiểu rằng chỉ có vaccine mới giải quyết được vấn đề. Chỉ có vaccine mới giải quyết được vấn đề. Thế thì bây giờ đó có một số người người ta bảo là ô, FDA chưa chuẩn thuận chính thức. Hôm trước tôi có kể quý vị rồi đúng không? Thì bây giờ tuần vừa rồi FDA cho biết phải tới tháng giêng
FDA mới có thể chuẩn thuận chính thức thuốc Pfizer. Lúc đó người ta hy vọng là có một số người còn nghi ngờ thì người ta sẽ đi chích. Nhưng mà còn một số người bảo bây giờ anh có chuẩn thuận 1000 lần tôi không chích, cái đó là thua. Cái đó là thua mà, cái đó tôi nói quý vị nghe, nếu mà tiểu bang nào như Arkansas mà bị lây lan mạnh là coi như toàn và phải đóng cửa. Đóng cửa kinh tế đi xuống là còn chết nữa. Cho nên mấy anh thống đốc bây giờ lo sợ lắm, anh thống đốc Cộng Hòa bị lo sợ ghê lắm. Bởi vì mình đã làm lơ cho mọi người nói dối, mình dối nó dối chết người. À, căng là căng ở chỗ đó. Thế cái đó bây giờ là một cái đề tài gây tranh cãi ghê lắm. Rồi chưa hết nữa. Đây. Trong tuần vừa qua, lại có thêm một chuyện lình xình. Đó là giữa ông Tổng thống Joe Biden và công ty Facebook. Quý vị nhớ ngày 4 tháng 7 là mục tiêu ông Biden là 70% dân Mỹ được chích ít nhất một mũi. Nhưng ông chỉ đạt đã có 67% mà thôi. Ông đạt được 70% những người trên 30 tuổi chích một mũi. Rồi sau đó quý vị nhớ thì trước tôi kể quý vị không? Ông mới tịch mở cái chiến dịch là đi gõ cửa từng nhà thì cũng bị chống. Bà dân biểu Marjorie Taylor Greene, quý vị nhớ tôi kể, bà tweet bảo này giống như Đức Quốc xã đi gõ cửa nhà dân Do Thái. Đó, rồi những người khác chống. Bây giờ bị thêm cái tình trạng là cư dân ở một số tiểu bang không chích bởi vì họ không tin vào thuốc này. Lý do tại sao? Họ nghe tin đẻo ở trên mạng xã hội, gọi là fake news đó mà họ tin. Và tuần vừa rồi ông Biden đã phải lên tiếng nói một câu là ông nêu thẳng thắn luôn là Facebook là cơ quan để mà gọi là truyền bá những cái người này, truyền bá này. Và ông nói là chỉ có 12 cá nhân thôi truyền bá 60% cái tin giả về cái vaccine này ở trên Facebook. Và ông nói là Facebook đang làm điều đó và những ai đang làm điều đó là những kẻ giết người. Ghê không? Xin bà có thật cho coi cái phần phát biểu của Tổng thống Joe Biden. Just read that on the Facebook pointed out that it was pointed out that Facebook, of all the misinformation, 60% of the misinformation came from 12 individuals. That's what the article said. So I was asked that question about what do I think is happening? Facebook isn't killing people. These 12 people are out there giving misinformation. Anyone listening to it is getting hurt by it. It's killing people. It's bad information. My hope is that Facebook, instead of taking it personally that somehow I'm saying Facebook is killing people, that they would do something about the misinformation, the outrageous misinformation about the vaccine. That's what I meant. Vâng, quý vị thấy đó. Ông nói là nếu quý vị không làm, quý vị cứ để truyền bá những cái thông tin sai trái này, quý vị đang giết người. Chắc hàm ý Donald Trump trước cũng giết người ghê lắm, cũng cái chuyện này là nói dối bảo là Covid không có là cũng giết người. Tôi mà tôi nghĩ là nhiều người họ nói đúng đó. Có người còn gọi Donald Trump là đồ tẻ, giết hơi tới 400,000 người, rồi chưa kể bao nhiêu triệu người cái ủng hộ ông đó, ghê, bỏ phiếu ông không biết có dính tội là giết người luôn không, bỏ phiếu bầu cho một người kẻ giết người chẳng khác gì Hitler. Ông Trump không khác gì Hitler. Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện này nhiều lý thú sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT, sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đã nói về câu chuyện mà cái ngày càng khó khăn trong cái lúc mà cho kêu người ta chích vaccine COVID-19 trong lúc cái biến thể Delta nó càng gia tăng. Và quý vị biết trong tuần qua là số người Mỹ mà bị bệnh đó, một ngày trên 30,000 người. Số ca mới đó, và xin nhắc lại, những người chết trong những ngày qua, đại đa số người ta bảo từ 95-99% là không chích vaccine.
Thì tôi đang kể cái chuyện mà ông Biden, ông nói là tại cái ông Facebook, ông truyền tiếp tục truyền bá cái đó nữa. Thì tôi có nói với quý vị đó là ông Donald Trump cũng truyền bá, và tại sao tôi gọi Donald Trump giống như Hitler. Tôi phải mở ngoặc lên tí xíu để quý vị khỏi thắc mắc. Là sắp tới đây, có cuốn sách của tờ báo Washington Post nó xuất bản tên là I Alone Can Fix It, những ngày cuối cùng của ông Trump ở trong tòa ốc, do hai cái ký giả gọi là Carol Leonic và Philip Rucker viết. Đây là hai người từng đoạt giải Pulitzer. Họ kể lại những cái ngày tháng cuối cùng của ông Trump tòa ốc. Tất nhiên họ phỏng vấn những người khác. Thì trong đó họ có nói với ông tướng Mark Milley, hiện đang là tổng tham mưu trưởng quân đội. Ông mới kể là hồi đó, trong lúc đó là ông sợ cái ông Trump là có một cuộc đảo tránh hoặc là thiết quân luật. Thì ông mới nói là ông làm nhớ lại cái chuyện của Hitler năm 1933. Khi mà cái tòa nhà quốc hội bên Đức bị cháy, lúc đó Hitler là thủ tướng, thì Hitler mới đưa quân đội vào dập tắt và nói rằng là một người cộng sản đốt, bịa ra chuyện vậy, và thế là chiếm quyền luôn, lên nắm quyền luôn. Và từ đó quý vị biết rồi, sau đó là Nhị Thế Chiến. Thì ông Mark Milley, để theo lời hai cái người nó kể lại, ông nghĩ đến chuyện, ông bảo không thể được, không thể để Donald Trump làm chuyện này được. Và ông nói với các cộng sự, ông là bằng mọi cách không để cho ông này là lật đổ chính quyền đó. Thì sau này bây giờ các cơ quan truyền thông đi phỏng vấn hỏi ông Mark Milley có nói vậy không, ông không trả lời, ông không bác bỏ, ông không thừa nhận. Rồi bây giờ người ta mới kể luôn đó, là trong ngày 6 tháng giêng đó là gì, những người biểu tình, cái plan, cái kế hoạch của ông Trump đó, là còn như thế này. Quý vị nhớ những ngày cuối cùng có cái ông Michael Lindell, là ông mà tổng giám đốc của MyPillow đó, ông Morrow, là đi vào tàu ốc, người ta thấy là người ta nghi là ông này là âm mưu của ông Trump, bởi vì ngay hôm sau là có vụ nổi loạn. Thì trong đó kịch bản có thể đi như thế này, tức là họ bắt ông Mike Pence, giết ông Mike Pence và giết bà Nancy Pelosi. Quý vị nhớ không? Hang Mike Pence. Mà khi hai người này bị giết thì ông Trump có cớ là thiết quân luật Việt. Thấy chưa? Kịch bản nó đi như vậy. Và cũng cuốn sách này và một cuốn sách nữa của ký giả Michael Bettler của tờ Wall Street Journal có tiết lộ là ông hôm đó ông Mike Pence là căng thẳng quá, thì cái ông mà bảo vệ mới đưa Mike Pence đi xuống hầm và kêu ông là lên xe ngồi chở đi cho an toàn. Ông Mike Pence nhất định không đi. Ông bảo tôi mà leo lên mấy anh chở tôi đi liền, và cả thế giới sẽ cười nước Mỹ vì chúng ta không xác nhận được kết quả bầu cử. Cuối cùng để vợ con ông đi. Thì bây giờ mình nhìn mình thấy có thể ông đó Mike Pence lên giết Mike Pence luôn. Mà giết Mike Pence là ông Trump có cớ thiết quân luật. Mà nếu ông Trump thiết quân luật, mà nếu kế hoạch đó mà thành công, thì giờ này là ông Trump vẫn đang là tổng thống, giống như Hitler, thiết quân luật không có thời hạn. Thấy chưa? Đó là do tại sao tôi bảo là ông Trump giống Hitler là chỗ là theo lời Mark Milley đó. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Thì đó, sau khi ông Biden nói vậy thì Facebook phản ứng liền. Facebook có nói cái lý do mà ông không đạt được 70% không phải tại lỗi chúng tôi, đừng có đổ thừa chúng tôi. Và không những ông Biden nói mà cả bác sĩ Vivek Murthy là tổng y sĩ của nước Mỹ cũng nói luôn rằng những câu chuyện giả tạo, những câu chuyện đẻo về vaccine đã trở thành nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Đó. Ông nói này, những cái gọi là cái platform này, những cái nền tảng này là cái nơi mà đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mà gia tăng những cái thông tin đẻo, thông tin không đầy đủ và được truyền bá. Thì Facebook có phản ứng lên mà không? Chúng tôi thường xuyên gạn lọc những cái này. Thấy không? Đây là lời ông Guy Rosen là phó chủ tịch của Facebook trả lời. Chính quyền Biden đã chọn đổ thừa chỉ một vài công ty mạng xã hội. Sự kiện là vaccine được chấp nhận trong những cái người sử dụng Facebook rất là cao. Tức là ý nói rằng là khán giả chúng tôi là họ chấp nhận vaccine rất là cao, đồng ý chích đó. Còn cái chuyện mà nói rằng là dẹp bỏ này kia, chúng tôi dẹp bỏ rất là nhiều nhưng mà cũng không được. Làm sao làm được hết? Thế thì bây giờ chuyện nó như thế nào? Về phía bên y tế, ngày hôm Chủ nhật vừa rồi, trên chương trình Face the Nation của đài CBS, người ta đã phỏng vấn cái ông bác sĩ Scott Gottlieb, ông này từng là giám đốc của FDA và bây giờ đang là một thành viên trong cái công ty Pfizer. Và ông nói rằng là
những người nào, không? Đây là hầu hết những người chưa chích ngừa sẽ dính biến thể Delta. Ông nói thẳng vào luôn. Xin mang kỹ thuật cho coi cái màn hình laptop của tôi để coi cái phần ông này ông trả lời như thế nào. Đây, xin quý vị nghe này. Gottlieb, who's on the board of Pfizer and joins us from Westport, Connecticut. Good morning, Dr. Gottlieb. Good morning. So the CDC director said this week that that there is an epidemic of the unvaccinated. What's your reaction to that? Well, look, when you look at the people who've been hospitalized, 97% of the hospitalizations are in people who are unvaccinated. Most of the deaths that are occurring right now are in people who are unvaccinated. The bottom line is that many people are no longer susceptible to COVID. More than 50%, about 50% of the population has been fully vaccinated. Probably another third of the American population has been previously infected with this virus. So many people aren't susceptible to the virus, but if 25% of the population remains susceptible to the virus, in absolute terms, that's still a lot of people. And this virus is so contagious, this variant is so contagious that it's going to infect the majority of them. Most people will either get vaccinated or have been previously infected, or they will get this Delta variant. And for most people who get this Delta variant, it's going to be the most serious virus that they get in their lifetime in terms of the risk of putting them in the hospital. Đó, quý vị nghe đó, bác sĩ Scott Gottlieb ông nói rõ, khoảng 1/3, khoảng 25% là chưa chích ngừa, và những người này sẽ dính về cái dễ bị dính cái biến thể Delta, và nó sẽ là một sự kiện quan trọng trong đời của họ. Mẹ chết đi không nói. Và ông nói rằng là còn những người mà đã chích vaccine thì không phải sợ gì cả. Đó là lời ông này, cựu giám đốc FDA trả lời rõ ràng như thế. Nhưng mà người ta vẫn không tin. Người ta vẫn không tin. Bởi vì nước Mỹ nó lạ lắm thưa quý vị. Ở trên nước Mỹ này đó, bây giờ người ta mới thấy là trong năm 2020 nó có hai cái sự kiện xảy ra mà người ta đều không tin. Có nhiều người không tin. Đều fan cứng ông Trump không tin hai điều. Điều thứ nhất là gì? COVID-19 là không có. Chúng ta không nên chích vaccine. Điều thứ hai là gì? Ông Biden không thắng cử tổng thống. Đó là hai điều ta tin. Nhưng mà họ không tin ông Biden là tổng thống cũng ok đi. Cái đó cũng không chết tay nào hết. Tại vì ông là tổng thống. Nhưng mà cái điều thứ nhất mới là nguy hiểm. Không tin là có COVID-19 và không chích vaccine. Cái đó mới là cái giết người. Cái đó mới là cái thà chết chứ không chịu hy sinh. Ghê chưa? Bây giờ xin nhắc lại quý vị, fan cứng của ông Trump không tin ông Biden làm tổng thống, không tin ông Biden thắng cử, tin rằng ông Biden, không tin là ông Trump thua cử cũng ok, không chết tay nào hết. Nhưng mà không tin có COVID, không tin là vaccine, cái đó là tự mình giết mình. Và thưa quý vị, đây này, tiểu bang Texas này trong những ngày qua này, tính đến ngày thứ Năm 15 tháng 7 có tổng cộng 2.653 bệnh nhân nhập viện ở Texas, gia tăng với 134 người so với một ngày trước đó. Và ở đây chỉ có chưa tới 50% cư dân được chích ngừa Texas, tỷ lệ chích ngừa dưới 50%. Đó. Trước đó vào ngày 8 tháng 7, đúng không? Tức là trước đó một tuần, số ca nhập viện là 1.888. Quý vị thấy không? Một tuần sau nó tăng coi như gần gấp đôi. Đó, cho quý vị thấy. Rồi đừng có nói chi xa xôi. Ngay cả Los Angeles đây gần Orange County ngay chúng tôi đây. Bây giờ mỗi tuần hơn 10.000 ca nhiễm. Hơn 10.000 ca nhiễm. Mà mấy người này họ ngu lắm. Họ không biết, họ không chích tài sản, họ cũng tiêu luôn. Hôm thứ Hai vừa rồi, giới đầu tư người ta lo ngại, người ta đang sợ có biến thể Delta trở lại. Dow Jones xuống bao nhiêu? Trong ngày thứ Hai, 725 điểm, tức là 2.1%. S&P 500 giảm 1.6%. Nasdaq giảm 1.1, vì thế giờ kinh tế bắt đầu là người ta lo ngại. Mà chính những người này mà đầu tư vào những chứng khoán mà lại không chích nên tự mình giết mình. Chuyện buồn cười chỉ có nước Mỹ. Đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần qua gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.